Giáo dục mở trong phát triển nguồn nhân lực cho các nước châu Á trong thời kỳ hội nhập. Hội nghị đã thu hút hơn 400 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục. Hơn 270 báo cáo khoa học tại hội nghị đã tập trung nghiên cứu và chia sẻ thực tiễn về vai trò của giáo dục mở trong việc phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng các yêu cầu mới của châu Á trong giai đoạn hội nhập. Khẳng định vai trò của giáo dục mở đối với sự phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trong khu vực, hội nghị cũng nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giáo dục mở và từ xa, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các cơ sở giáo dục mở và từ xa trong khu vực và trên thế giới.